Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem hai con chó sang đi bắt rắn nha các bạn. Khi các bạn đã nhìn thấy trong video này á, thì mình quay nó bị mất một chút rồi các bạn. Bây giờ thì con rắn này nó chết rồi và mình mới vớt vào trong cái sân để mình quay cho các bạn. Lúc nãy thì khi mà mình phát hiện hai con chó này nó bắt rắn á, thì mình không có mang theo điện thoại, cho nên là lúc mà nó bắt á, nó cắn con rắn này nó, thì mình mới vớt vào trong cái sân này rồi mình mới bắt đầu quay cho các bạn xem. Hai con này á, thì một con mẹ và một con chó con của nó nha các bạn. Hai con mẹ của nó là nó đang gần con rắn này các bạn, và con chó con của nó là bên này là nó đã lớn rồi. Hai con này rất là siêng luôn các bạn. Trưa hôm nay thì mình đi ra ngồi trước sân thì mình thấy có một con rắn hổ gió nó bu trên cái cây đu đủ này các bạn này. Cho các bạn thấy hàng cây đu đủ này nè, nó ngồi trước ra thì con rắn hổ gió này nó đang bu lên cây này. Thì gặp hai con chó săn này của nhà mình á, nó bắt con rắn này luôn. Nó nhảy dưới cái cây đu đủ và con rắn này nó xà xuống luôn các bạn. Thì nó bắt. Thì mình thấy cái lúc nãy mình thấy á, thì con rắn này hổ gió này nó rất là dữ các bạn. Nó có thể là bay khi có gió luôn các bạn. Và con rắn này mình không biết nghĩ sao mà hai con chó này nó rất là liều luôn. Nó nhảy vào và nó cắn con rắn này và nó đè con rắn này cho đến là gần chết luôn. Rồi mình phát hiện ra rồi mình thấy nó lôi con rắn này, và khi con rắn này nó còn sống á, thì mình bắt đầu mình mới vớt vào trong sân này, mình để cho nó xử lý con rắn này luôn. Đây các bạn thấy không? Đang. Mình lấy cái cây này, đây là con rắn hổ gió nha các bạn. Đang lì. Các bạn thấy cái ruột nó rất là to, con rắn này nó đang ăn cái gì đó. Nên là cái ruột nó rất là to. Cái món đứng này đây lâu nó nén vậy. Đây mình đi qua bên này mình quay cho các bạn xem nè. Đó các bạn không? Mình thấy không? Mình dưa lên các bạn thấy không? Đó, hai con chó này các bạn nhìn thấy không? Nó rất là siêng luôn các bạn. Ở mình nuôi thì những con chuột mà nhỏ dù nhỏ thôi các bạn, nó cũng vẫn bắt cho bằng được, nó sẽ cắn chết con chuột nhỏ luôn nha các bạn. Con chó, hai con chó săn này nó rất là dữ. Đó các bạn thấy không? Nó lôi ra tới đây rồi. Đâu thôi các bạn, con rắn mà nó dồi như thế này thì con nào nó không chết được. Từ quay quay lâu so cái đó từ 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 vào mùa hè ở mình các bạn, thời tiết nắng nóng như thế này nhưng mà có dòng rắn hổ gió này các bạn, thì nó thường hay bu trên cây rất là nhiều luôn các bạn. Đặc biệt là những cây mà rậm như phía nhà trước nhà mình này các bạn, thì rắn hổ gió nó năm nào nó cũng vậy, cũng có từ 3 đến 5 con không à, rất là nhiều luôn. Ô, các bạn thấy không, nó còn sống nè, và khi cái gió thì nó sẽ bay từ cây này qua cây khác các bạn, nhìn nó rất là dữ luôn. Cho nên là và cái rắn này thì mà theo những người xưa nói, ba mình nói thì nó rất là độc, nó cắn thì nó có thể là chết đó các bạn, khá là độc luôn. Nên là các bạn phải cẩn thận chú ý vào cái mùa hè nắng nóng này, khi ra ngồi vườn chúng ta tránh nắng. Đó, các bạn thấy không, con chó này nó rất là sung luôn. Đây là con rắn mình không biết là nó bắt được
rất là nhiều rồi các bạn, rất là nhiều rắn rồi, dù là rắn học trò hay là gọi là rắn lửa các bạn, hoặc là rắn lãi hay là rắn hổ đất. Khi mà nó bò vào trong cái vườn của mình á, mà hai con chó này nó thấy á, thì nó cũng sẽ giật rắn cho đến chết thôi nha các bạn. Mình không hiểu tại sao mà hai con này nó bắt rắn giỏi đến vậy luôn. Nó đi, lúc mà nó đi các bạn, mà sao mà nó bắt được con rắn này lên cây, mà sao nó bắt được, mình thấy nó rất là hay luôn các bạn. Rồi video mình quay cho các bạn xem đây là kết thúc rồi, mình đem con rắn này mình sẽ vứt đi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.